dư luận đang xôn xao với việc lộ danh tính của người đầu tiên sở hữu chiếc xe hơi VinFast của tập đoàn Vingroup. Vào lúc 13 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2018, trên một trang Facebook cá nhân có tên là Nguyễn Duy Hưng, được biết là thuộc sở hữu của ông Nguyễn Duy Hưng, người lãnh đạo công ty chứng khoán SSI, đã đăng tải dòng trạng thái có nguyên văn: lần hiếm hoi trong đời dùng quan hệ để đặt xếp chỗ mua hàng, và may mắn là đơn hàng đặt mua 5 chiếc xe VinFast đã được chấp nhận và sẽ là những người đầu tiên được nhận xe. Như vậy có thể nói rằng, danh tính một trong những chủ nhân đầu tiên của chiếc xe VinFast đã lộ diện. Ông Nguyễn Duy Hưng sinh ra tại Thanh Hóa và tốt nghiệp cử nhân ngành luật. Hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Quỹ SSI, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn NDH Việt Nam. Ông hiện đang nắm giữ 6 cổ phiếu SSI, FMC, PAN, DAC, SSC và NSC. Với khối tài sản tới thời điểm hiện tại, ước tính là 2.045,75 tỷ Việt Nam đồng. Ông Nguyễn Duy Hưng sinh ngày 10 tháng 9 năm 1962, được biết đến là một nhà đầu tư có uy tín trên thị trường và thường có những phát biểu tác động nhất định đến giới đầu tư chứng khoán. Trong dòng trạng thái đăng tải trên Facebook cá nhân của ông Hưng có đoạn: ai chả muốn là những người đầu tiên được sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu Việt Nam, được sản xuất theo công nghệ châu Âu và thực sự nhìn dáng xe không thể nói là không đẹp. Hơn cả niềm vui sở hữu một phương tiện đi lại, đây còn mang lại cho mình tình cảm của những người luôn mong muốn xây dựng thương hiệu Việt Nam.